ngập ngừng sông núi sông mây. Anh theo em về đây, bạn mường treo leo dốc núi. Xôn xao tiếng pi chảy vào con suối reo vui. Ai ơi ta cùng về, về đây vui hồi cầu mùa. Đưa nhau ta cùng về, chẳng quản vượt sâu núi cao. Điều tâm hát giao duyên, trao em vòng bạc làm tim. Xuân sang hoa mơ nở trắng, tiếng khen môi xuân sang gọi bạn. Bếp nhà sàn thối hồng tình yêu lứa đôi. Đấy, đỡ hẳn rồi đây cô ạ. Dễ chịu không hả bác? Dễ chịu. Em đấm cho bác mấy cái nữa là xong nhá. Thôi rồi đấy, đỡ hẳn. Bác Tư chịu khó, ngày nào cũng ra đây, em đấm bóp cho. Chứ nói thật ra, ế lắm bác ạ. Bác xem đấy, bác ở nhà em gần 2 tiếng đồng hồ rồi, không bóng khách nào đâu. Cô tưởng chỉ có mỗi mình quán nhà cô ấy à? Cái quán cháo lòng nhà tôi cũng thế. Bây giờ làm gì có bóng khách nào. May mà tôi có cái cửa hàng tạp hóa đấy, còn nhúc nhắc bán được đồng ra đồng vào. Chứ không á, cứ dựa vào quán cháo đồng ấy, thì mẹ con tôi đến cặp nón điền mày. Cửa hàng tạp hóa? Hay là em cũng chuyển ra bán cửa hàng tạp hóa giống như bác nhỉ? Úi giời ơi, cô làm sao mà bán được hàng tạp hóa? Cô ăn quà như mỏ khoét như thế. Chưa bán được hàng đã sơi sạch cả vốn còn gì nữa. Giời. Tôi đi về đây. Vâng. Về nha. Vâng, em chào bác. Ừ. Alo. Alo, có bà chị Hoa ạ? Dạ vâng, tôi đây. Dạ, em cảm ơn chị đã quan tâm đến chương trình tìm kiếm cộng tác viên của bên em. Dạ, em xin giới thiệu thương hiệu nước hoa Tôn Môn của bên em, chính là Tôn Linh vẻ đẹp đôi môi của các chị em phụ nữ Việt đấy ạ. Khi chị đã tham gia vào hệ thống của bên em thì ngay lập tức chị sẽ được tham gia vào khóa học đào tạo bán hàng online miễn phí. Thôi quốc tế, chị sẽ không phải trả bất kỳ khoản phí nào ạ. Thế nhưng mà bây giờ tôi cũng không có quen biết ai nhiều, không biết là làm thế nào thì bán hàng được cô nhỉ? Cô đơn giản lắm chị ạ. Nếu mà chị đồng ý tham gia vào mạng lưới bán hàng của bên em thì ngay lập tức chị sẽ được đưa vào một nhóm có cả 1.000 nhân viên của bên em. Ôi dồi, đồng thế cơ à? Cả 1.000 người bán hàng giống như tôi à? Dạ vâng ạ. Thế nhưng mà tôi không biết là, tôi ngại quá, không biết là tôi có làm được gì cho các cô không? Dạ chắc chắn là chị sẽ làm được ạ, và có nhiều tiền ra đấy chị ạ. Thế à? Thì được, thế thì việc gì miễn là ra tiền thì tôi làm hết. Thời gian này tôi cũng đang rảnh rỗi, có nhiều thời gian lắm. Cụ thể như thế nào thì cô cứ hướng dẫn để cho tôi biết đường tôi học nhá. À dạ vâng ạ, ngay bây giờ thì để bắt đầu trở thành cộng tác viên của bên em thì chúng em xin tặng chị gói ưu đãi là mua 12 viên phong của nữ hoàng son môi, trị giá 100.000 một cây, trong khi giá thị trường là 800.000 trở lên đấy chị ạ. 100.000, giá gốc là 100.000, thế mà bán ra ngoài được những tận 800.000 cơ à? À dạ vâng, chị sẽ chỉ phải thanh toán là 1.200.000 đồng. Chị bán một cây tức là chị sẽ lãi 8 lần đấy ạ. Được, tôi sẽ mua. Thế thì có gì thì em gửi hàng cho chị nhá. Em gửi hàng cho chị với nhá. À dạ vâng, em cảm ơn chị ạ. Ừ, chị cảm ơn em. Trời ơi, mình sắp giàu rồi. Sâm ơi! Sâm! Chị Thoa à? Chị đây! Ôi trời ơi, em đang làm gì đấy? Em đang quét sân ạ. Ôi trời ơi này, chị bảo này, em đúng là con gái đẹp người đẹp nết. Tính ra ở cái bản này, em là chăm chỉ nhất đấy nhá. Chị cứ nói quá, em biết là em xinh rồi. Ừ thì em xinh, nhưng mà mỗi tội... Quay chị ra nào. Cái môi hơi thâm đấy. Môi ạ? Ừ. Thâm mà chị? Hơi thâm một tí thôi, không phải thâm quá. Thế nhưng mà nó cũng làm giảm đi một phần nhan sắc của em. Nhưng mà nhà em ai cũng thâm chị ạ? Ừ. Bố em thâm, dì em thâm, A Sùng cũng thâm.
Không, em không nói thế được. Bố em với dì em là người lớn. Thế còn A Sùng là thanh niên, nam thanh niên, là con trai. Thế còn em đây này, em là con gái. Em mới có 18, 19 này, chưa đến đôi mươi. Chưa chồng, chưa con gì mà em để cái môi thâm xì, thâm xịt như thế này ra đường. Thế em không sợ người ta bảo em là gái có chồng với cái mấy đứa con rồi à? Đúng không? Vâng, cũng đúng. Mà, này chị bảo, nghe nói em còn muốn làm diễn viên nữa đúng không? Vâng ạ. Cái môi này không làm diễn viên được đâu. Ui thế hả chị? Không có vai, không ai mời. Ui thế chị ơi, chị có cách nào không? Chị chỉ cho em với để em còn đi làm diễn viên ạ. Có cách. Có cách thì chị mới nói chứ. Chị chỉ cho em với. Dùng son đi. Đây đây đây, để chị cho em xem. Đây đây. Đây nhá. Chị mở cho em xem nhá. Đấy. Son này. Đấy. Nhiều màu thế hả chị? Nhiều màu lắm. Này này, màu hồng cánh sen này. Vâng. Đấy, nó có cả màu cam đất này, màu cam lại nhu nhu. Đấy, nó lại có cả màu hồng đất, hồng dâu tây. À. Nó lại có cả màu đỏ mận nữa. Em ví dụ như là buổi sáng em thích màu hồng, buổi chiều em thích màu đỏ. Thế em thay đổi được, lau đi xong là lại đánh cái khác. À thế hả chị? Ừ, đấy. Chị ơi, cái này có đắt không ạ? Rẻ thôi, chỗ chị em mình chị đã có bao giờ lấy đắt em cái gì đâu. Hơn nửa triệu một tí. Hơn nửa triệu ạ? Ừ. Cả cái bản này là em đừng nói cho ai. Chị chỉ lấy em một mình cái giá đấy thôi đấy. Chứ còn người ngoài chị lấy hẳn 1 triệu. Còn của em chị lấy có 550, hơn nửa triệu có một tí thôi. Chị lấy giá, đẩy giá gốc cho em, không lấy lãi đồng nào. Ôi, 550 là cả một tháng tiền lương của em quét sân cho gì em. Thôi đắt lắm em không lấy đâu. Thế có thích đẹp không? Có. Muốn làm diễn viên không? Có. Thì đầu tư đi, chứ có hơn nửa triệu một tí thôi. Này, mà chị bảo nhỉ, quan trọng là như này này. Em mua một cây son, em đánh được 6 tháng. Không phải đánh một lần là nó hết đâu. Em mua nhá, em mua một tháng lương. Một tháng lương bỏ tiền ra mua son. Dùng được 6 tháng, chỉ có lời và đẹp ra thôi. Chị có xúi dại em bao giờ đâu. Mua đi. Nhưng chị ơi, đánh xong liệu có hết thâm thật không ạ? Nhìn chị đây này. Giời ơi, phải làm cái gì đấy? Nhìn thế này. Đẹp nhỉ. Thế chị ơi, chị cho em một thỏi đi. Khi nào hàng về thì chị mang sang cho em gửi chị tiền nhá. Chốt nhá. Vâng. Sam. Sâm, hôm nay sang chơi đấy à? Anh Vinh đâu? Vinh đi quay phim rồi. Anh Tuấn. Tuấn thì đi làm diễn viên cho Vinh quay. Thế còn A Lâm? A Lâm thì đi hỗ trợ hai người đấy quay phim. Thế là tóm lại ba người đấy đi quay phim cái gì? Đúng rồi. Thế còn đây luôn? Ai bảo không hỏi luôn. Này, cứ giả. Này. Này, Sam đẹp nhưng mà không dễ dãi đâu nha. Cứ tưởng đấy đẹp à? Đấy đẹp chứ bộ. Mong nhìn cái gì à? Nhìn cái gì? Son. Son á? Mới mua đây. Đẹp không? Son mới mua à? Thế nhưng mà sao Sâm đánh son kiểu gì mà trông môi nó cứ bờn hết cả ra, xong nứt nẻ ấy. Sao xịn nó mới thế? Chả biết cái gì cả. Này đẹp không? Mua của chị Thoa đấy. Mua của chị Thoa á? Ừ. Ôi, nhưng mà cái son này mà là hàng thật ấy thì đắt lắm đấy. Đắt mà, chị Thoa để cho mình hơn nửa triệu. Hơn nửa triệu á? Ừ. Nhưng mà son này mà hàng thật là phải mấy triệu cơ. Mấy triệu? Ừ. Ồ. Thế sao chị Thoa bán rẻ thế? Thì là hàng giả chứ còn sao nữa. Hàng giả? Ừ. Sợ hàng giả? Bình tĩnh đã Sâm ạ. Sam nghĩ thì chắc chị Thoa cũng bị người ta lừa thôi. Giả hay khôn một sự. Ai lừa được? Không được. Phải cho ra ngộ ra khỏe mới được. Đi, Sam đi với Sâm. Đi đâu? Đi sang nhà bà Thoa. Thôi được rồi. Thế phải sang nhà chị Thoa để xem cái nguồn gốc cái son này như nào. Nhá. Đi. Dạ vâng ạ. Thì sớm là trong sáng mai thôi. Muộn thì cùng lắm là đến chiều mai. Đầu giờ chiều em sẽ ship hàng cho nhà mình ạ. Dạ vâng. Vâng, em cảm ơn chị nhá. Chị Thoa. Ơi. Chị Thoa. Ơi thì này. Chị bán cho em son đều à? Sao đánh kiểu gì mà nó thâm hết cả môi, khô ơi là khô ấy, nhìn thế này, vừa khô vừa thâm, có hồng thế nào đâu. Đều là đều thế nào, có khi em bôi chưa đúng lúc đúng giờ, chứ dùng không đúng cách ấy, chứ sao em lại nói thế. Này, chị bán cho bao nhiêu người, này,
đây, 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 mở ra mà xem. Chị vừa mới chốt xong một cái đơn. Đây này, cái đơn bên trên lúc sáng là 100 cây. Đơn này này là 500 cây. Buổi chiều nay họ mới hẹn chị là ngày mai ship 1.000 cây luôn đấy. Chị bán cho bao nhiêu người? Bán cho một mình em đâu mà. Chị có khách mua 500 cây và 1.000 cây á? Ôi, em đọc tin nhắn đi, chị có nói sai gì đâu. Chị ơi, cẩn thận, đây là đơn lừa đảo đấy. Sao lại lừa? Lừa là lừa thế nào? Thế bây giờ cái người mà mua 500 cây với 1.000 cây, người ta có đặt cọc cho chị không? Không, người ta mua một lần rồi, hôm nọ người ta mua một cây, thế hôm nay người ta mua lại, có khách quen, có cần cọc cạch gì đâu. Thế bây giờ chị Thoa nhập son, chị có phải đặt cọc cho người ta không? Nhập son thì có, chị phải trả tiền hết chứ, không tiền, không trả tiền thì làm sao mà người ta chuyển hàng cho chị được. Đấy, thế mấu chốt là ở đấy đấy, chị cẩn thận á, cái người mua và cái người bán này lại cùng một đường dây đấy. Có chuyện đấy nữa à? Thôi được rồi, thế bây giờ em có cách này nhá. Chị thử gọi cho người mua, chị yêu cầu người ta đặt cọc chuyển khoản cho chị trước xem nào. Đúng rồi đấy. Chuyển khoản trước đặt cọc tiền hàng á? Vâng. Đơn giản này, chẳng qua là chị không đòi thôi chứ. Ô, đây này, khách hàng tự gọi luôn đây này em. Để em nghe cho, để em nghe cho. Alo, dạ vâng, chị đặt mua đơn 500 thỏi son đúng không ạ? Vâng, vâng ạ. Chị ơi, thế thì phiền chị thanh toán trước tiền cọc giúp em là 5 triệu nhá. Tại vì đơn hàng của chị lớn quá chị ạ. Đấy, hả? Cúp máy rồi. Cúp thật á? Cúp máy mà. Làm gì có chuyện đấy nhỉ? Để chị gọi lại xem nào. Thôi, chị Thoa ơi, không phải gọi nữa đâu. Em chắc chắn với chị đây là lừa đảo đấy. Thế chị đã tốn bao nhiêu tiền để nhập hàng rồi? Chị mới mua được 10 cây. Nhập vào giá hơn 1 triệu, chị bán dần từ hôm nọ đến nay. Ôi giời ơi, thế mà chị á, chị bảo với em là chị bán cho em giá gốc là 550, thế là chị bán cho người ngoài là 1 triệu, thế mà 1 triệu mà chị mua được 10 cây, ô thế là chị ăn 1 gấp 10 à? Đâu, chị ăn của em 1 có gấp 5 thôi đấy. Chả là lừa đảo lắm gì. Thôi, em xin hai người đấy, bình tĩnh xong ngồi xuống bình tĩnh đã. Coi như là của đi thay người chị ạ. Cũng may mắn ấy là chị Thoa chưa mất nhiều tiền để nhập hàng, chứ em thấy cái hình thức lừa đảo này bây giờ trong xã hội nhiều lắm. Người thành phố cũng bị lừa luôn đấy chứ. Cho nên ấy, mọi người bây giờ lên mạng tỉnh táo thôi. Nhiều thành phần kẻ gian ấy còn lợi dụng, công kích rồi nói xấu chính quyền. Cho nên là mọi người chỉ được nghe tin tức ở những cái trang chính thống thôi. Tốt nhất ấy là không nghe lời người lạ. Chị cảm ơn em nhá. Cũng may là em học nhiều, biết sâu, thì em có lời khuyên chị. Chứ chị thực ra chị cũng chỉ tham vài đồng lời, thì chẳng có hiểu biết gì. Thế là chị cứ thấy mua rẻ bán đắt được thì chị bán thôi. Này, cô Sâm cho chị xin lỗi nhá. Được không? Cho chị xin lỗi đi. Mà em nói cho chị nghe nhá, chị toàn làm cho em xấu đi thôi. Còn gì cả mồi ta lại. Thôi, để chị mua son tốt, chị đền cho. Tiền của em thì chị trả lại nhá. Thế còn được.